Chào các bác, sau một thời gian hết hàng khá là lâu, ngày hôm nay thì bên em lại về bổ sung thêm một chiếc đầu giải mã đến từ thương hiệu Đơn Ông. Và đây là chiếc đầu DCD 1500RE, một trong những chiếc đầu giải mã với hai tính năng trong một, đó là vừa chơi CD và vừa hỗ trợ giải mã chuyên nghiệp. Con máy này thì về hàng kể cả dòng 1500RE cũng như dòng 1650RE, bên em về hàng gần như là liên tục cháy hàng. Mỗi lần về em làm clip chỉ khoảng đâu đó 2-3 ngày sau là đã chốt hết rồi. Vì thế cho nên là cái bác nào mà nhìn thấy clip cũng như là thấy em đăng tải thì có thể liên hệ ngay. Tại vì là nhiều khi cái hàng về cũng không thể chủ động được, như là cứ khoảng 1-2 tuần hoặc 1 tháng là về có hàng được cả. Tại vì là bên Nhật cũng phải tìm được một cái mẫu nó phải có cái hình thức đẹp xuất sắc thì Thanh Tâm Audio mới đưa về và phục vụ các bác. Và nếu bác nào đã mua lỡ con máy Đơn Ông 1500RE trong cái thời gian vừa qua ấy, thì khi em đăng tải clip này lên ấy, thì các bác có thể liên hệ ngay để chốt em máy này. Tại đây là một trong những em máy với mức giá khá là êm và về hàng cũng đầy đủ thùng xốp và cũng như là hình thức đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Mới về từ Nhật đây, các bác có thể nhìn thấy đây là thùng xốp của 1500RE. Con này thì có ưu điểm đó là sản xuất tại Nhật luôn, Japan luôn. Các bác có thể quan sát mặt lưng của em ấy, cực đẹp luôn. Lưng được sơn màu bạc và màu bạc với cái ánh bạc rất là đẹp dưới ánh điện. 1500RE được sản xuất năm 2014, made in Japan. Và cái phần ao tiếng của nó xuống ampli thì chúng ta sẽ có một cặp RCA. Về phần bo mạch digital out thì chúng ta sẽ có optical này, TV này, coaxial, USB từ máy tính sang. Và cái phần digital out thì cũng có hai đường. Con này thì ba đường giải mã tín hiệu chuyên nghiệp và khả năng đọc đĩa CD cũng như SACD rất là tốt. Ngoài tất cả những cái đường chơi mà em vừa kể trên, máy còn hỗ trợ một cổng chơi USB đọc nhạc trực tiếp từ mặt trước. Con này thì em nghĩ rằng nó chỉ chơi USB thôi, chứ còn về cái ổ cứng thì em nghĩ nó không đọc đâu. Và 1500RE sẽ giải mã tín hiệu với định dạng wave và hình như cả là cả flag nó cũng đọc các bác nhá. Và khi em bán ra thì em sẽ tặng kèm cho các bác một USB 32GB và một sợi cáp quang với cái độ dài khoảng 2m. Các bác có thể quan sát mặt trước của 1500RE. Con này được thiết kế với cái mặt phay nhôm rất là đẹp, phay nhôm màu bạc và cái khung màn hình hiển thị màu đen, cái đèn LED hiển thị số sẽ là màu trắng. Tất cả các góc cạnh các bác có thể nhìn thấy đẹp tuyệt vời luôn. Và con này thì sẽ có cái kích thước chiều rộng là 44cm, chiều sâu là khoảng 27 và chiều cao của máy tính cả cái phần đế thì em sẽ nghĩ nó rơi vào khoảng 11cm. Không có điểm gì chê cả, cái linh hồn giải mã của máy chính là con chip Advanced AL32 Processing.
một trong những cái dòng chip được nghiên cứu, được đàn ông nghiên cứu từ những cái phiên bản 16, 24, 32 và mới nhất bây giờ là 32 Plus các bác nhé. Trong cái lô hàng lần này thì bên em chỉ về một máy đàn ông DCD 1500RE thôi. Vì thế cho nên bác nào quan tâm về chiếc đầu máy này có thể liên hệ ngay tới một trong hai đầu số của bên em để chốt đơn. Xin cảm ơn.